Chào anh em, rất nhiều anh em yêu cầu tôi làm riêng một clip về phần mềm chỉnh sửa tin nhắn văn bản. Thì đồng thời đây tôi cũng nói luôn cái phần mềm này của trung tâm chúng tôi đấy, có thể là chỉnh sửa được ký tự số, ký tự văn bản anh em nhé, theo yêu cầu của anh em. Hôm nay tôi làm một cái về cái clip về cái chỉnh sửa tin nhắn văn bản. Đấy, đầu tiên tôi sẽ nhắn một cái nội dung tin nhắn đến cái máy máy này, đấy, máy mình đã cài đặt. Đấy, lưu ý anh em có thể cài đặt vào tất cả những dòng điện thoại cái phần mềm này anh em nhé. Đấy, tin nhắn đến rồi đây anh em này. Đấy, em vay anh 10 triệu này. Đấy, bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa thành em đã trả anh 100 triệu nhé. Em vay anh 100 triệu, em đã trả anh 100 triệu. Đấy, em đã trả anh 100 triệu này. Đấy, thì vừa rồi các bạn đã thấy tôi chỉnh sửa trực tiếp cho các bạn thấy. Thì bây giờ tôi sẽ dùng cái máy phần mềm đấy, đã được cài đặt trên cái dòng máy iPhone này gửi sang cái máy này, máy bị chỉnh sửa rồi, máy bị chỉnh sửa ok lại. Tôi sẽ để 1-2 phút sau tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em thấy cái hiệu quả của cái phần mềm này anh em nhé. Việc đầu tiên tôi sẽ gọi sang cái máy của chủ nợ anh em nhé, 091651 tứ quý 4 này, 091651 từ 4 anh em này. Cái số này cũng là cái số để hỗ trợ tư vấn cài đặt cho anh em. Anh em có nhu cầu thì anh em cứ gọi trực tiếp anh em nhé. Cái máy này, máy bị chỉnh sửa là máy Samsung anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ vào tin nhắn anh em nhé. Rồi tôi sẽ gửi sang cho họ một cái nội dung tin nhắn. Tôi vào tin nhắn này. Anh ơi này, tôi sẽ ghi lại anh ơi. Bên máy chủ lô anh em nhé, bên máy chủ họ đã nhận được anh ơi này, số này 0848 anh em nhé. Tôi mở ra này, bên này nó sẽ nhắn lại anh đây này, nó gửi sang anh em này. Đấy, gửi sang đã nhận được rồi này anh em này, anh đây này anh em này, anh đây. Mai em, mai em chuyển anh, chuyển trả anh 100 triệu, 100 triệu nhé, 100 triệu nhé này. Ok nha anh em, mà em chuyển anh 100 triệu nhé, gửi sang này. Ok chưa? Đấy. Bên máy bị chỉnh sửa sẽ nhận được. Đấy, mai em chuyển anh 100 triệu này, anh em nhìn rõ này, số này 0848 này, 24888 này. Ok em này. Đấy, ok em. Đấy, ok em này, sẽ gửi sang này. Ok em. Đấy. Bên máy phần mềm của mình sẽ nhận chữ ok em của họ nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem. Đấy, số này anh em này. 0916514 thứ 4 nhé. 0848224888 nhé. Đấy, giờ là lúc 11:21 nhé. Đấy, thì tôi sẽ để đây một vài phút anh em nhé. Rồi tôi sẽ chỉnh sửa cho các bạn thấy cái phần mềm này nó chuẩn xác như nào anh em nhé. Thì anh em có nhu cầu đấy, anh em gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình 0916514 để được tư vấn hỗ trợ cài đặt. Với anh em ở bên nước ngoài, anh em không về được thì trung tâm có những đội ngũ kỹ thuật viên ấy sẽ cài đặt cho anh em nhanh nhất cho anh em. Khi cài đặt xong anh em chuyển ví cho bên trung tâm chúng tôi anh em nhé. Còn anh em ở trong nước, nếu anh em ở khu vực như khu vực phía Bắc, chúng tôi có cơ sở gần bến xe Mỹ Đình, anh em lên cơ sở anh em cài đặt phần mềm trực tiếp. Khu vực ở phía Nam ấy, chúng tôi có cơ sở ở gần bến xe Miền Đông, anh em vào cơ sở
anh em test phần mềm trực tiếp đấy, và cài đặt phần mềm trực tiếp đấy, khu vực miền Trung thì đầu 2020 thì trung tâm sẽ mở một cái trung tâm cơ sở cài đặt cho anh em để cho anh em tiện đường anh em đi lại anh em nhé. Đấy, rất nhiều anh em nói là ví dụ như là clip như thế nhưng không biết có đúng không. Đấy, rất nhiều anh em gọi anh em hỏi thế. Đấy, thì nói với anh em là khi anh em có nhu cầu thì anh em phải test trực tiếp, cài đặt trực tiếp. Đấy, anh em trải nghiệm trực tiếp, anh em thấy cái phần mềm ok như theo clip thì anh em lấy anh em nhé. Đấy, lên clip để quảng cáo đến cho anh em biết cái phần mềm này. Đấy, để anh em sử dụng, anh em lấy lại những gì anh em đã mất anh em nhé, hoặc anh em gỡ lại. Thì tôi cũng vừa nói với anh em phải test trực tiếp, phải cài đặt trực tiếp, anh em thấy ok thì anh em mới phải chuyển phí. Thế nên là anh em yên tâm anh em nhé. Chắc cũng là qua 1-2 phút rồi. Đấy, giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa cho anh em. Đấy, vừa nãy là nội dung là mai em trả anh 100 triệu nhé, bên máy của người được nhận. Đấy, ok em. Bây giờ tôi sẽ chỉnh thành em đã trả anh 100 triệu anh em nhé. Đấy, bây giờ tôi sẽ vào phần mềm. Thì cái phần mềm này chỉnh sửa cực kỳ đơn giản thôi, anh em chỉ cần vào phần mềm gửi cho họ cái nội dung mình muốn gửi. Đấy, sau đó thì anh em vào lại phần mềm, anh em chỉnh sửa lại nội dung mình muốn anh em nhé. Đấy, giờ tôi tiến hành chỉnh sửa này. Thì cái phần mềm này chỉnh sửa cực kỳ đơn giản anh em nhé, nếu anh em quen anh em chỉ cần thao tác một hai khoảng tầm 10 đến 20 giây là anh em thao tác ok anh em nhé. Ok, tôi đã chỉnh sửa xong. Quan trọng là tôi sẽ mở ra lại hai máy có đồng nhất và cái nội dung nó có thay đổi giống nhau không anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra cho anh em. Đấy, khi chỉnh sửa anh em chú ý nhé, là bên máy chủ lô không sáng đèn anh em nhé. Tôi sẽ vào tin nhắn này anh em này. Thì đầu tiên là tôi cho anh em xem cái số này 0916 5144 0848224888. Bây giờ tôi mở hai cái số này ra anh em nhé, mở ra này. Anh em này, đấy, em đã chuyển đủ anh 100 triệu này, em đã chuyển đủ, vừa nãy là mai em trả anh 100 triệu, đấy, ok em, như này gọi là bằng chứng để anh em đã trả rồi anh em nhé. Đấy, nội dung văn bản đã được chỉnh sửa này. Đấy, anh đây này, em đã chuyển đủ anh 100 triệu, ok em này. Đấy, 0916 5144 anh em nhé, 0848 đây này anh em này. Anh em còn thắc mắc thì anh em tua lại khúc đầu lúc chưa chỉnh sửa để anh em xem lại anh em nhé. Đấy, đây anh em này, số hai nội dung anh em nhé, anh em xem hai nội dung này. Hoàn toàn trùng khớp anh em nhé. Thì cái phần mềm này nó được cài đặt tất cả trên những cái dòng điện thoại như Samsung, iPhone, Oppo. Anh em có nhu cầu anh em liên hệ trực tiếp vào số 0916 5144. Thì cảm ơn anh em đã xem clip. Thì chào anh em, nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm đánh lô đề bịp. Thì cái phần mềm đánh lô đề bịp này nó tác dụng như nào, đấy, sau đây tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em. Thì tác dụng của phần mềm đánh lô đề bịp này là cái phần mềm này phù hợp cho anh em chơi lô đề qua gửi tin nhắn anh em nhé. Ví dụ anh em gửi tin nhắn Messenger trên Facebook này, đấy, tin nhắn Zalo hoặc là tin nhắn SMS tổng đài, thì cái phần mềm này đều có thể chỉnh sửa được hết. Đấy, ví dụ như anh em gửi cho họ một nội dung tin nhắn là đề 16 chẳng hạn, đấy, như hôm nay nó về 15 này anh em này, thì anh em chỉnh sửa lại là 15 anh em nhé. Đấy, sau đây tôi sẽ test trực tiếp cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn này nó hiệu quả cho anh em đánh lô đề như thế nào. Đấy,
Đầu tiên khi test tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy rơi này để đảm bảo cho anh em là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Thì sau đây tôi sẽ test trực tiếp cái phần mềm. Đấy. Thì cái phần mềm này được cài tất cả trên những dòng điện thoại của anh em. Đấy, ví dụ như Samsung, iPhone, Oppo đều có thể cài trực tiếp cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn này được anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ vào Zalo này, tôi sẽ nhắn một cái nội dung tin nhắn anh em nhé. Lô 11 22 33 nhân 1000 điểm anh em nhé. Đấy, đề hôm nay em về 15 thì tôi đánh con 16 này anh em nhé. Đấy, một lát nữa tôi sẽ chỉnh về đúng con 15 này. Đấy, tôi sẽ đánh 16 này nhân 10 triệu anh em nhé. 10 triệu này. Đây, anh em xem này. Anh em chú ý tôi cái mốc thời gian nhé. Đấy, khi chỉnh sửa và khi gửi. Đấy. Anh em nhìn rõ chưa? À, bây giờ tôi sẽ gửi sang máy của chủ lô anh em nhé. À, tôi gửi này. Đấy. Đấy, máy chủ lô đã nhận này anh em này. Đấy, đã nhận nhé. Bây giờ tôi sẽ mở cái máy của chủ lô ra. Đây anh em này. Đấy, máy chủ lô đã nhận được vào lúc là 11 giờ 16 phút ngày mùng 1 tháng 2 2020 anh em nhé. Anh em nhìn rõ này. Thì thông thường chủ lô họ sẽ copy anh em nhé. Đấy, copy này. Đấy, và dán và ok lại. Ok này. Đấy, tôi sẽ mở cái này. Đấy. Dán ok lại anh em này. Đấy, em nhìn rõ chưa, dán ok lại nhá. Anh em nhìn rõ chưa? Bây giờ tôi sẽ gửi sang cái máy phần mềm của mình. Có nghĩa là họ đã đồng ý cái nội dung tin nhắn nhá. Đấy, bên máy mình đã nhận được này. Thì trước khi là chưa chỉnh sửa anh em nhá. Tôi sẽ cho anh em xem lại hai cái nội dung tin nhắn đã gửi anh em nhá. Đấy anh em này. Đấy, lô 1122 nhân 33 nhân 1000 điểm. Đấy. Thì tôi sẽ để đây một vài phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em. Đấy. Cái thời gian khi chỉnh sửa đấy nó sẽ không thay đổi. Thì vừa nãy là tôi đã đánh là 112233 lô. Đấy, đề là 16 anh em nhá. Nhưng mà hiện tại là nó về 15 này, nó không có những con 1, 1, 2, 3. Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa thành những con chúng anh em nhé. Đấy, bây giờ là 3 phút 09 10 này. Đấy, 3 phút 12 giây thì tôi sẽ để lên là 4 phút 30 hoặc là 5 phút gì đó. Đấy, thì tôi sẽ chỉnh sửa. Thì trung tâm ứng dụng phần mềm của chúng tôi đấy, cung cấp những ứng dụng chỉnh sửa tin nhắn cao cấp bậc nhất trên thị trường hiện nay. Anh em muốn tìm hiểu thêm thông tin về phần mềm, anh em vào phần mềm chỉnh sửa tin nhắn .net này. Đấy, anh em sẽ tìm hiểu rõ hơn về phần mềm. Còn bên trung tâm dùng cái số điện thoại duy nhất này 0916514. Đấy, anh em mua giao dịch qua cái số điện thoại này thì anh em sẽ được ở trung tâm bảo hành cho anh em phần mềm cho anh em là 1 năm. Đấy, có rất nhiều anh em nói là cái phần mềm này ví dụ mà chủ lô họ phát hiện đấy, thì làm như thế nào. Đấy, thì cái ứng dụng phần mềm này chúng tôi đã cài trực tiếp vào máy của các bạn. Đấy, khi có vấn đề đấy, thì các bạn chỉ cần xóa phần mềm đi coi như là vô tang, thì trung tâm sẽ hỗ trợ các bạn là cài đặt lại phần mềm đấy, là một lần. Lần thứ hai là tính phí 10% các bạn nha. Để có vấn đề các bạn xóa phần mềm đi là ok, là vô tang anh em nhé, là không để lại tang tích gì. Đấy, bây giờ là 4 phút 31 giây anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa cho anh em. Đấy, để anh em thấy nó cái hiệu quả của nó như thế nào. Đấy, vừa nãy là lô 112233. Đấy, đề là 16 thì bây giờ tôi sẽ chỉnh thành là đề là 15 và 64 66 84 anh em nhé. Đấy, chúng ta sẽ sửa thành những con trúng này 64 66 84 đề, tôi sẽ sửa thành đề 15 cho các bạn thấy.
các bạn chú ý nhé. Đấy, vì cái vấn đề bảo mật nên tôi không thể cho các bạn xem phần mềm được. Thì các bạn có nhu cầu đấy, các bạn cứ kết bạn Zalo vào số 0916514 thì chúng tôi sẽ cho các bạn và test trực tiếp phần mềm cho các bạn. Bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa thành đề là 15. Đấy, lô là 646684 anh em nhé. Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa này, các bạn chú ý này, bên máy chủ lô này. Ok các bạn nhé, bạn chú ý bên máy chủ lô nhé. Đấy, ok tôi đã chỉnh sửa xong. Đấy, thì cái đề này vừa nãy mình đánh 16 nhá, bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa vạch thủ cho các bạn. Đấy, thì cho các bạn xem này, tôi đã chỉnh sửa xong này. Đấy, tôi sẽ vào Zalo này, sẽ cho các bạn thấy là khi mình chỉnh sửa xong nó sẽ như nào anh em nhé. Bạn chú ý này, đề lô 7576 đã sửa thành 7576, 747576 nhé. Đề đã chuyển thành 15 con trúng nha anh em nhé. Đấy, giờ này là 11 giờ 16 phút ngày mùng 1 tháng 2 2020. Đấy, thì các bạn nào chưa nhớ được cái mốc thời gian, đấy, các bạn tua lại khúc đầu khi chưa chỉnh sửa, các bạn xem lại thời gian nhé. Khi chỉnh sửa thì thời gian vẫn giữ nguyên, đấy, mốc thời gian bắt đầu gửi sau khi chỉnh sửa là vẫn giữ nguyên được cái mốc giờ nha anh em nhé. Thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em phần mềm chỉnh sửa tin nhắn lô đề. Cảm ơn anh em đã xem clip.